Vâng ạ, xin chào các bạn, trở lại với trang kính của ngày xưa. Ngày nay em lên duy nhất một cặp, đó kính của Pháp và kính của Mỹ. Mỹ là con cơn nhá, cơn sẽ lên sau. Trước tiên là mã số, nó lại sang nhà em sẽ giá trông tốt. Và đây là mã số 01 nhá, đây là con Lamy Big Pháp siêu thập kỷ 1950 chuẩn áo nhất nhá, size 135, size ngang size càng là 135. Con dòng này bác cũng về sau thay mất cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị. Đây là mắt màu nâu trà nhạt nhá, và rất đẹp nhá. Kính thì nguyên như toàn bộ rồi, độ mới lộng rất là cao luôn. Và xuất sắc nhá. Và cái này thì không điểm trừ rồi, cái này có điểm trừ thì em sẽ nói. Và ở cầu giữa nó có chữ Lamy Bích và cái chuyện vuông, cái vẹt thay rồi nhé, còn lại zin hết nhé. Và đấy, cầu giữa càng trái càng phải nhá, càng trái không có gì, càng phải nó có chữ DL và cái chuyện vuông, đó là thông tin thông số về kính ạ. Và rất là rõ ràng nhá. Và cái này sang 135 Pháp xưa thập kỷ 1950 chín 60 chuẩn áo nhất. À, bên em từ xưa này bán thương hiệu nổi tiếng uy tín chuẩn áo nhất là Anh đến Pháp Mỹ rồi, rất an tâm yên tâm ạ. Và là miếng bực bằng Pháp xưa thập kỷ 1950 chín 60 nhá. Vâng, giá cái này là trước bán toàn trên 7 đồng gì, giờ bán dưới 7 đồng, giá là 6 triệu 9, 6.900k. Cái bác dòng này bác mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất tốt vì đeo rất nhẹ nhàng, giá là 6 triệu 9, 6.900k nhé. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bao ship code thu là cọc 100 đến 200k, à, tùy giá trị kính. Về thời gian gửi hàng em sẽ gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày. Về thời gian bán hàng em sẽ bán từ 8 giờ sáng đến 2 3 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá, em đi thẩm định đi cái hồ xưa. Bác điện thoại trước là em nguyên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu tất cả kính cổ cổ. Đó là cái giá trị lớn nhất của sắc đồ cổ xưa lâu năm. Và mua bán kính cổ đồ cổ nên chọn con trai am hiểu về kính cổ đồ cổ, tuyệt đối mua con gái. Phải rõ ràng hình ảnh khuôn mặt con người, giọng nói tròn vành, rõ tiếng. Đấy, mọi thứ nó phải chuẩn chỉ sắc nét như thế nhé. Và vì nhiều bác dính hàng dởm hàng giả nhái lắm, bởi vì nó đối tượng nó sẽ giấu, nó không công khai bất kỳ gì cả, nó chỉ mỗi số điện thoại không thôi, nhưng thế rất là rủi ro. Phải quan trọng là địa chỉ lâu năm và rõ ràng hình ảnh không phải con người, mà quan trọng cực kỳ quan trọng luôn. Đây là mã số 02 nhé, cơn. Và mã số 02 nhé, xem cơn này này, con này là con cơn chữ to chữ vin hoa, sản xuất thập kỷ từ 1965 đến 1975. Con này bọc vàng 12k, xuất sắc nhá. Cái này rất nhiều vị trí kính lên tiết đĩa nhá. Và đấy, rất ok luôn ạ. Và size 52 chiều ngang 13,8 nhá, cho chính xác xem size ngang bao nhiêu. Con này thường thường 13,8 13,9. Con này 13,9. Con này size 52 chiều ngang 13,9, có cây 13,8. Đấy, thế mình buồn cười. Con này thì xuất sắc rồi, không có điểm trừ rồi. À, còn tất cả mấy vị trí đều lên tiết đĩa nhá. Rất ok. À, xuống màu theo thời gian năm tháng là chuôi ve ngả vàng. Em rất cẩn thận ngoái cổ ngoái đầu lắc đầu để minh chứng rằng kính đeo độ chân mặt, hay là các bác quan sát hết được vẻ đẹp của kính nào ra làm sao, mọi thứ là rõ văn ràng hết, rất an tâm và yên tâm. Và cái này thì xuất sắc rồi, không có điểm trừ gì. Chuôi ve thì nó hơi ngả vàng thôi, thành vách sắc nét đẹp. À, rất nhiều vị trí kính lên tiết đĩa, 1 2 3 4 5 6 6 vị trí lên tiết đĩa rồi. Đấy, nó nhìn thấy cái chấm đen đen nhiều bác tưởng hàn không phải đâu, đây là lên tiết đĩa nhá. Nó gọi là máu tiết đĩa. Đấy. Rất ok đấy. Và ở gầm cầu dưới giữa có chữ ao 12k, cái cân bọc vàng 12k. Xuất sắc nhá. Hai càng khác đầu chiều là 5/2 biểu tượng logo American Optical chữ viết hoa 12k nhá. Đây này, 5/2 biểu tượng logo American Optical 12k ghép chữ in hoa nhá, gọi là chữ to đầy chung nhá, thập kỷ 65 75 nhá. Bên này thế đảo chiều nhau này, chữ in hoa gọi chữ to nhá. Và đấy, xuất sắc rồi, không điểm trừ rồi, thành vắc sắc nét và cũng không có một cái gì cả, rất nhiều vị trí lên tiết đĩa và rất là ok luôn đấy. Và giá kê là 11 triệu 100 nghìn, 11 triệu 111.100k nhé, giá là 11.100k, giá là 11.100k. American West Sensor thập kỷ 65 đến 75 nhé, giá là 11.100, 11 triệu 100 nghìn nhé. Và việc quy trình thời gian này em cũng nói rồi,
À, là quy trình bác là chuyển khoản và ship ship code là cọc 100 200k, thời gian bán hàng từ 8 giờ sáng đến 1 giờ tối với điều kiện đến điện thoại trước, tránh tình trạng đến sớm quá. Có những bác đến là xuất hàng đường ngọc và bác đến chờ mất 1 2 tiếng, thay vì thế điện thoại trước là em sẽ liên tiếp bán từ xa đấy, tại vì em cũng dặn dò rất cẩn thận thì có nhiều bác đến là xuất mấy lần cơ đấy. Và lưu ý một cái cái đồ cổ thì nên mục sở thị nhà, tuyệt đối không nên mua những nơi công cộng, cộng đồng, nhà ga bến xe. Đối tượng hẹn là chân chung cư, cổng khu tập thể, rồi cổng siêu thị, cổng thương mại vứt đi hết, vì đối tượng nó chỉ cầm cái kính để nó quay, nó lại không có địa chỉ lâu năm, nó không công khai hình ảnh, không là con người giọng nói chuẩn bằng tiếng, nó chỉ cầm kính nó quay thôi, xong nó ghi đặt hàng Zalo, inbox Zalo, đặt hàng Messenger, inbox Messenger, bạn thấy rất là rủi ro. Tất cả kính đồ cổ bác phải rõ ràng hình ảnh của người, mà mình phải đeo rõ ràng trên mặt này thì mình để quan sát cái vẻ đẹp cái kính. Thứ hai là mình tức là quan sát được là mình xem mình hợp với khuôn mặt kính cơn không, hợp với kính Amoy, kính Lamy, kính dây băng không, kính Mavic, kính Mercure không, kính Solex không, đó đấy quấy là quan trọng nhất đấy. Đấy là em cũng phải chia sẻ thẳng thật luôn, giá 11.100.000 nhá, xuất sắc nhá, cái này thì không có điểm trừ rồi, thành vắt sắc nét ok ạ, đẹp ạ. Và tiếp theo là cái mã số 03, mã số 03 thì em chia sẻ quá nhanh bởi vì đây là cái bộ Covid đa năng. Bộ này thì có giá 300.000 hay gọi là 300k. Giá là 300.000 hay 300k. Đấy, bộ này thì em chia sẻ nhanh nhé. Đây là hai đầu khẩu. Bên này là các đầu như Covid ba cạnh, đầu ba cạnh, đầu bốn cạnh và đầu lục lăng. Đầu lục lăng để vặn mở ốc sao hoa khế đấy. Đấy, và giá chỉ 300.000 thôi. Bộ này để dùng cho các bác sử dụng đồng hồ, nút bật lửa, tivi đầu dàn loa rất tiện ích. Hoặc các bác đi đâu mua bán cái đồ gì đấy thì có cầm cho bộ này nhỏ gọn đi vào cúp xe máy hay là cúp ô tô thì mình có thể là mình vặn mở kiểm tra những món đồ mà mình mua cho yên tâm, chẳng hạn như máy ảnh chẳng hạn, hay là đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay thì mình có thể tháo cái bên trong của cái lật cái đít lắp lên để xem là cái máy cơ là máy đầy bao nhiêu đấy, hoặc là cái bánh răng bánh tì nó còn sắc nét không hay là nó bị cong vênh gì đấy đấy, về đến đấy nó đồng đồng hồ cơ thì đồng hồ gì thế thôi, mình cũng nên mình nên tháo xem ok nhất mới là ok. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm em không lướt về đời đâu, bởi vì những cái gì tinh quý nhất ở nước ngoài thì em đúc kết ra và em chia sẻ một cách rất rõ ràng thẳng thắn, không chỉ riêng kính của đồ cổ, ngay cả những mặt trái xã hội như là những bộ đa cấp trá hình hoặc là bộ bất động sản trá hình hoặc là điện thoại mạo danh thì là em cũng nói rất là rõ ràng để làm sao các bác phòng tránh tránh được cạm bẫy rủi ro của những đối tượng điện thoại mạo danh. Vâng. À, bác mua kính đồ cổ đừng nhìn vào lượng đăng ký kênh theo thời trang, có đối tượng là 1 năm, 2 năm, 3 năm và 10.000, 20.000 đăng ký kênh, đó là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like, để view, để kênh theo các cháu ngoài trong mặt. Kênh YouTube em triển khai 8 năm bán tại nhà hành trình là 25 năm mà chỉ có 4.000 đăng ký kênh, vì bên em làm các chính sách đương nhiên cách chân tình, chân thật, chân thành, rõ ràng nhất, chia sẻ tất cả cái gì tinh túy nhất về kính đồ cổ đồ xưa đồ lính Mỹ. Vâng. À, mà bác này yêu trang cũng từ ngày xưa, có thể đăng ký kênh, like xem nhiều, em sẽ có giá tốt tốt và sẽ chặt được.